Bạch sư cho con hỏi, trong giới không ăn sái giờ, nếu 11 giờ 55 con mới ăn thì con ăn qua 12 giờ thì con có phạm giới không? Giới không ăn sái giờ ở đây á, là cái giờ mặt trời đứng bóng. Ở thiền đường có cái bảng mặt trời mọc và mặt trời đứng bóng, quý vị không có để ý vậy đó. Ví dụ như là ngày hôm nay mặt trời đứng bóng là 11 giờ 58 phút chứ không phải là 12 giờ. Cho nên nếu như 11 giờ 55 quý vị mới ăn thì tới 11 giờ 58 là quý vị phải ngưng rồi, chứ không phải là chờ tới 12 giờ đâu.